Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ qua bên chế độ bão cát bên map sa mạc này để trải nghiệm cái chỗ lốc xoáy trong khu San Martin nhé. Và trong khu này thì lúc nào cũng có một hòm thính trên nóc nhà quảng cáo này, cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Rồi, mình thấy có hai team cũng đáp vào khu này. Và mình là người đầu tiên được sờ vào hòm thính này và cũng là người đầu tiên trong cái map này có flare gun luôn, quá ngon luôn anh em ạ. Vâng, bình thường thì cũng có khá khá nhiều team bay vào đây cướp mà trận này ít team nhỉ. Là mấy này kiểu đi lốt chỗ khác cày danh rồi chứ không dám vào khu này khô máu hay sao ấy. Lâu lâu mới có một trận đông team bay vào thôi. Trận trước thì có ba à hai team vào luôn anh em ạ, nhưng mà trận đấy mình toang hơi sớm. Kiểu mình chưa có súng ấy, vừa nhặt được thính phát chạy không kịp. Đây, nhà mình trước mặt này. Có một tên này. À, ra bên ngoài rồi. Kê ngay sau bờ tường thì phải. Mình đẩy luôn. À, M16 ạ. Đây đúng không? Rồi, nốc luôn này. Vâng. Tầm đèn à, bạn hơi đèn rồi. Gạt luôn. Nãy mình thấy có hai tên hay ba tên đáp ở chỗ này cơ mà. Ui, đây trước mặt mình. Từ từ, đốt cái giáp hai. Nó cong luôn sang cái chỗ nhà trước mặt rồi. Chắc là bạn của ông này luôn. Đấy, đấy, đấy. Ngay sau nhà xanh rồi. À đây, bên trong nhà rồi này. Ui, ông này vẫn đang còn lút hay sao ấy. Mình đẩy qua đi. Bên ngoài rồi. Đây đang kê ngay sau bờ tường này. Úi giời. Đây đúng không? Bạn bắn cái gì đấy bạn ơi? Gạt luôn này. Vâng. Có hai mạng luôn. Mình phải clear hôm này đã. Tí nữa mình sẽ bắn vào lại gần sau. Kiểu vẫn đang còn tên nào cầm ca bắn trước mặt kiểu. Mình qua luôn. Đây. Có thêm đoạn 9 nữa rồi. Không biết tên ca tên bắn ai. Bắn nãy giờ mình vẫn chưa thấy nốc ai ấy. Đấy, lại bắn tiếp. À hình như là bắn con boss hay sao ấy kìa. Chỗ nào nhỉ? À đây trước mặt mình đây. Ui. Ui nó nhìn thấy mình luôn anh em ạ. Trời ơi, tí đã rụng đầu. Vâng, quá vầy ca cũng khét phết. May mà ở đấy mình ngồi kịp không là văng đầu rồi. Vâng, bên trong cái chỗ khu bão cát này thì nó cứ bị gọi là mờ mờ ấy, nhìn nó hơi khó. Tí nữa mình ra bên ngoài kia cho nó dễ nhìn. Trời ơi, bò ở đâu bạn ơi? Đồng đội đâu rồi? Đồng đội không tới cứu à? À, K8X luôn này. Cho mình xin luôn cái 6X nha. À 6X chứ nhầm. À mình cầm AK đi. À. Xem nào, lấy ít đạn sành thì tí nữa có súng đạn sành mình sẽ bắn nha. Sa mạc thì mình hay bắn kiểu bắn súng đạn sành như là M4 hay là Scarlet, sấy sang còn dễ. Ui, con boss này. Bị tên nào bắn nữa hay sao thế này? Có một tên nào cũng cầm VSS bắn hay sao ấy? Từ. Ở đây có băng đạn luôn. Ơ. Ủa cái băng đạn đâu rồi? Bị lag à? Ui bị lag đồ rồi anh em ạ. À, M24 này. Được đấy nhờ. M24 đứng chỗ nào bắn đấy? Chỗ khu nhà đằng kia. Đây à? À đâu, không phải. Ở đấy, ui. Bắn chết ông Việt Nam là nào luôn kìa. Một viên headshot luôn. Mình công dần qua luôn. Ủa đây này. Ui không được rồi. Nó thấy mình rồi. Chơi liều phát này, ông này cũng yếu mà. Đấy, ngó 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 này. Rồi, nốc luôn này, nhi AWM này. Vẫn đang nốc. Rồi, cũng may mà xác con boss này cũng có máu, mình hồi luôn. Ô, final kill luôn kìa. À, bạn của bạn này bị ông nào giết luôn kìa. Bạn Tú hay bạn Tui kìa. Ủa, ốp với AUG à, bắn luôn. Rồi, trận này bắn AUG luôn rồi. Cũng được anh em ạ. Lâu lâu cầm lại AUG. À, tiếng chân. Con boss. Trời ơi, giật mình. Cứ tưởng là team nào công lại cơ. Đây, có thêm phớt nữa. Ôi. Vâng. Mình lút nhầm cây mini. Bắn thấy cũng khá lâu rồi mà vẫn không thấy team nào lại cướp nhở. Trong San Martin mình nghĩ chắc là clear rồi anh em ạ. Bắn nhau nãy giờ, à bắn thính nãy giờ mà không thấy ai công lại.
Mình cứ đứng đấy mình đợi một lúc xem sao, xem mới có team nào lại cấp thính không. Ơ ê ơi, đâu ấy, ui giữa đường luôn kìa. À, xe mạ vàng này. Team này là team bên đây chỗ biệt thự. Ui dồi ôi, không headshot kìa. Chạy luôn á. Ui, bọn này tính công lên chỗ mình hay sao ấy nào. Không biết là có mấy tên đây mình không nhìn rõ. Mình thấy có hai tên nãy nhìn mình bắn thôi. Ủa mình pè này mình sẽ tạt qua cánh khác mình công lên này. Nó công lên cái chỗ đồi đoạn trước mặt mình này hay sao ấy này. Càng đấy, thấy cũng càng vết. Ui, ui nguyên team mình em ơi. Thôi, toang rồi. Từ từ mấy ngay ơi. Thôi, chắc là mình dừng vào khu nhà này thôi, không câu lên được anh em ạ. Ui. Ui, xe bốc lửa luôn, sợ thật. Sấy căng đấy. Có đấy mình mà đâm thẳng lên là mình toang luôn. Đây, con xe 2 tỷ dừng ngay đây. Một tên chạy trống này. Úi dồi, yếu kìa. Bắn như vậy mà không chết á, tính công lên này. Đốc một này. À, có hai tên thôi. Úi dồi. Ui vãi trưởng thành nhân. Nhảy xe chết luôn. Làm cái gì đây? Úi dồi, shipper cho mình cái Silent SR à, ngon đấy nhở. Cầm pen mình có rồi. Ui, thôi, còn bot. Mê. Ơ, mình đã cầm ốp à? Trời ơi, nhặt phí mất một viên đạn ốp rồi. Lỡ tay bấm nhầm anh em ạ. Vâng, hai thanh niên này tấu hài à? Tính qua cấp thính ấy, khô máu ai ngờ thanh niên nhảy xe hơi sớm, chết quả hơi lãng phí. Trời ơi, bo này không biết là đi đâu tìm nữa. Ôi, tiếng súng ngay sau lưng này. Ngay khu nhà này luôn. Có hai tên. Đây, cứ bình tĩnh. Mình nghe thấy có hai tên súng rồi nha. Sấy căng đấy. Đây, mình thấy rồi, ngay sau nhà kìa. Vậy ốp phát. Headshot này, ui hụt. Cốp 6, độ chạy hơi cao. Rồi, lần này thì rụng đầu này. Bây giờ update xong cái cốp. Bây giờ rất là nghèo nha bạn. Kiếm được một cái cốp 6, cốp 8. Thậm chí là kiếm được một cái cốp 3, cốp 4 cũng đã rất là khó rồi. Vẫn đang bò này. À, bạn nói ngay sau nhà hay sao ấy. Đây, bên trong nhà rồi. Đây đúng không? À, tên nóc. Trong phòng này hay sao này. Đấy, đúng luôn. Ấy à, vâng, thanh niên này công phượng tốt thế nhở. Gạt luôn này. Bạn đâu nhỉ? Mới nóc mà. Vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. À đây, bên trái mình. Công lên này. Ui, thì ra là con bot. Đây, sau lưng mình này. Đây, bạn nó này. Cũng là một con bot luôn anh em ạ. Vãi trưởng. Hai con bot từ đâu, hai bên nó kẹp mình, nó công vào. Làm mình tí nữa gọi là ấy ra hết quần. Thính chỗ này thì cũng hơi nguy hiểm. Chắc là mình đứng đây mình canh cái hòm thính này chút đi. Đây, đứng đây đợi đi. Đứng ngay tầm bò luôn. À, một tên đang chạy ngay giữa đường. Bot à? Bot hay người đây? Còn bot anh em ạ. Ôi, tên nào đây? Ôi, lại là con bot nữa kìa. Sao? Trận này hơi nhiều bot nhỉ. Đây, đứng đây đợi xem có team nào lại nó ăn thính không. Hòm thính rơi ngay chỗ này thì cũng gọi là cũng hơi căng thật. Đây một tên nữa. Ấy à? À, trong khu nhà. Ông này cầm máy tư thì phải. Ghê đấy. Vậy là có một team khu nhà rồi. Ui. Thêm hai team nữa bắn nhau chỗ nào em. Đâu nhờ cái tên M24 đứng nó vừa bắn mình đấy. Mình vẫn chưa nhìn ra được. Rồi cứ từ từ đã, mình đang chưa phun máu ấy. Không nên ngó lâu, một viên M24 vào đầu là cũng đi luôn đấy. Vẫn chưa nhìn thấy được. Đứng ấy đợi thôi anh em ạ, mình vẫn đang trong bo mà. Ở đấy lại bắn tiếp. Ủa đứng chỗ nào bắn mình hay vậy ta? Đây này.
À, thanh niên Ấn Độ này. Nốc rồi, kệ đi. Tên M24 vẫn đứng trong nhà khều mình được. Không thấy luôn này. Ủa ông này đứng chỗ nào mới ngó bắn mình đấy. Bắn mình cả một băng rồi mà mình vẫn chưa nhìn ra được ông này. Đùa thật đấy. Một tên đang chạy. Ôi chết luôn này. Đậu xanh cái tên M24 này. Bạn ơi, bạn bắn ở đâu thì bạn ngó ngó lâu lâu giúp mình với, mình không nhìn thấy bạn ấy. Ồ, đây một tên đang chạy xuống kìa. Ui, hai tên luôn này. Ui, hụt kìa. Hai tên chạy sau. Một viên này. Rồi, núp sau hòn đá rồi. Ui. Ui, không được. Đứng ấy, mình hơi bị lộ. Lấy con xe làm backup phát. Vậy là còn hai team cuối rồi. Còn tên trong nhà với lại hai tên trên kia. Còn ba tên còn lại luôn. Ok rồi anh em ơi. Và mình đứng đây mình đợi đi. Đứng đây phải ốp phát. Ủa cái tên này đứng chỗ nào nó sấy free vậy? Nó bắn mình nãy giờ mình không nhìn ra được. Điêu nhở. Thôi mình nghĩ chắc là mình lên xe mình té thôi. Đứng đây bị kẹp. Đấy đấy, đấy cái tên SKS bắt đầu bắn mình luôn rồi. Bây giờ mình đứng chỗ nào mình chặn bo được nhỉ? Đấy, từ từ nha, cái tên mài tư kệ đi. Mình phải chặn bo hai cái ông mà vừa chạy chỗ đoạn này. Rồi, đừng có để con xe đây làm backup luôn. Đấy, trước mặt mình này, ui dưới ngó đấy. Ngó này, rụng đầu luôn. Tên này nữa. Vầy ốp luôn này. Vẫn còn nhiều đạn ốp mà. Đấy, ngoài bo luôn rồi anh em ạ. Đứng đây mình chặn bo quá là hợp lý luôn. Đâu rồi bạn ơi? Chạy đâu rồi? Đấy, cái tên mài tư khó chịu ghê. Thề đứng đâu bắn mình không nhìn ra được. Ui cái ông kia được cứu rồi kìa, phải lấy rồi. Tên này chạy vào. Ê, phải ốp phát. Mà thôi không được. Mình kết liễu nhanh cái team này đi. Á, thì cái bò vào này. Mình gạt lấy kill phát đây này. Hồi máu này rồi. Ui. Từ 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 từ, đằm lấy hồi máu đã. Ôi. Ui vãi trưởng ạ. Ủa nó đứng chỗ nào đấy? Sao mình nằm rồi mà vẫn bị dính đạn nhỉ? Ui, vãi cả top 2 cả của tên cuối kìa. Mình xem lại đít đít fly xem tại sao có đấy mình lại có thể chết được ở đấy. Rõ ràng mình cũng đã nằm rồi mà. Ông này đứng chỗ góc nào mà sao nhìn được mình hay vậy? Ồ, đứng trên nóc nhà. Vãi trưởng thật. Ui, vừa góc mình hở vãi cả trưởng luôn. Úi dồi, đứng chỗ này bắn nãy giờ vậy mà mình không nhìn ra được. Căn bản là cái map này kiểu nó khó nhìn nên nó cứ bị vàng ấy. Trời ơi, đứng đây bắn mình free luôn kìa. Chết luôn kìa. Mình còn không nghe tiếng súng luôn ý. Điều vậy, game.